Game với TV xin chào tất cả các anh chị em, các bạn bè. Lời đầu tiên, Game Vui xin chúc tất cả các anh em, các bạn bè một ngày mới vui vẻ, công việc ổn định, an lành và bình yên. Hôm nay, Game Vui sẽ soi cầu ba miền. Soi cầu miền Nam, thứ tư ngày 21 tháng 6 2023. Đài miền Nam hôm nay có ba đài: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai. Game sẽ cho đầu đuôi lô lô ba đài, lô xiên, lô kép ba đài và lô ba càng của đài miền Nam để cho anh chị em tham khảo. Để tiếp nối ngày hôm nay thì game sẽ thống kê lại cái lộc ngày hôm qua của chúng ta. Ngày hôm qua để cho anh em biết được cái lộc ngày hôm qua ta được có được những cái lộc gì như sau. Hôm qua ở Bến Tre, game cho anh em gặp 2662 thì 26 không về mà về 16 66 và 86, còn 2 thì không về. Còn 62 hôm qua thì ta bị tạch. Không không đúng được cái đôi này ạ. Nào, ở Vũng Tàu hôm qua 35 và 53, 35 thì ta bị tạch, còn 53 thì đài về 2393, còn 5 thì không về. Ở Bạc Liêu hôm qua 68 86 ta được một nháy của 68. Hôm qua 8 một nháy của 68, còn 86 thì ta không về mà đài về 89. Nói chung Bạc Liêu hôm qua ta được một nháy 68. Còn ở lô ba đài ngày hôm qua thì hôm qua lô ba đài ta 83 38, hôm qua 83 game cho anh em 83 thì được hai nháy của đài Bạc Liêu. Hôm qua 83 được hai nháy của đài Bạc Liêu. Còn 38 hôm qua thì ta được rỡ 38 là được ba nháy của ba đài. Của ba đài. Ba nháy của ba đài, đặc biệt là 38 là có Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre đều được ba đài, ba nháy. Còn 83 hồi nãy lô ba đài thì ta được một cái đuôi 83, đuôi đuôi của Bạc Liêu là 83, 83 đuôi. Nói chung ngày hôm qua ba đài thì sực rỡ. Còn hôm còn về xiên xiên hôm qua 3662 thì 3662 thả bị tẩy, anh em thông cảm. Còn về lô kép ba đài hôm qua 55 và 99, game cho anh em 55 ta được một nháy của Bến Tre, một nháy của Bến Tre. Còn 99 thì ta bị tạch. Ở lô ba càng ngày hôm qua thì game cho anh em gặp 732 thì đài về 738, đài về 738, còn 324 thì không được, anh em thông cảm. Nói chung ngày hôm nay, ngày hôm qua game vui cũng soi được rất nhiều là kiểu nhiều lộc cho anh em. Ở Bạc Liêu thì ta được một lô của 68, còn ba đài và kép là ta rất là rực rỡ. Chúc mừng tất cả những anh em đã theo kênh Game Vui TV về được những cái lộc trên một ngày thật là rực rỡ. Và giờ không làm mất nhiều thời gian của anh em, game sẽ cho anh em những con số để cho anh em tham khảo như sau. Ngày hôm nay Đồng Nai Nguyên Phong sẽ cho game sẽ cho anh em gặp là 27 lốt 72. Còn ở Sóc Trăng sẽ là cặp 52 lốt 25. Và Cần Thơ sẽ là 15 lốt 51 để cho anh chị em tham khảo. Còn về lô ba đài hôm nay sẽ là cặp 43 lốt 34. Còn về lô xiên sẽ là 51 đá 72. Ở lô kép ba đài hôm nay game sẽ cho anh em cặp là 11 lót 22. Còn về lô ba càng sẽ là cặp 447 và 128 để cho anh chị em tham khảo. Trên đây là những con số chuẩn của Game Vui TV soi cầu miền Nam thứ tư ngày 21 tháng 6 2023. Đồng Nai 2772, Sóc Cần Thơ 5115, Sóc Trăng 2552, còn với lô ba đài 3443 và lô xiên sẽ là cặp 72 đá 51. Ở lô kép ba đài hôm nay sẽ là cặp 22 và 11, còn về lô ba càng sẽ là 128 và 47 447 để cho anh chị em tham khảo. Anh chị em xem video thì nhớ hãy like và đăng ký kênh ủng hộ kênh.
Game vui TV để giúp kênh ngày một phát triển hơn và lấy cái động lực soi cầu chính xác hơn, rực rỡ hơn. Và chúc tất cả các anh chị em, các bạn bè, các cô, các chú, các dì, các trưởng một ngày mới vui vẻ, an lành, bình yên. Và chúc mừng tất cả những anh em đã theo kênh Game Vui TV về được những kỷ lục ngày hôm qua, một ngày tương đối lận, một ngày rất là rực rỡ của ngày hôm qua. Lô có, ba đài có, kép có luôn. Một ngày lộc về đầy nhà. Và cảm ơn tất cả các anh chị em và bạn bè đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau.